Rồi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ cưa tiếp cây bạch đằng nữa các bạn ơi. Cây bạch đằng này nằm ở trong vườn tầm vông nha các bạn. Cây này ảnh leo lên nhìn cho nên hạ ngọn nha. Các bạn thấy tầm vông đây nè. Nguyên một hàng tầm vông ha. Này anh leo lên trên trển nên cắt nhánh và cắt ngọn các bạn rồi mới hạ được cái gốc. Bị gì không phải nó trong vườn mà hạ gốc là đứng hạ gốc mà để hạ nha. Phải leo lên trên trển hạ ngọn trước. Không có thể là cho nó bị gãy tầm vông, nếu mà hạ nguyên cây thì nó gãy tầm vông rất là nhiều nha. Ở đây anh trển anh cắt nhánh nhỏ nhỏ và cắt ngọn. Đây tầm vông các bạn thấy không, nguyên một hàng rất là dè lắc lớn luôn. Mỗi một cây tầm vông vậy là mấy chục ngàn một cây đó các bạn. Bắt buộc phải là leo lên chảnh cắt ngọn nha. Đây các bạn, giờ anh đang leo lên để hạ ngọn nha. Cái cây này nó cong các bạn, nó cong nha. Cái cây này nó khá là cong nè, các bạn thấy nó cong không? Nó cong qua cái ngọn thay mé bên kia. Giờ nó cong qua bên cái vườn tầm vông kìa. Bạch đằng á, cái cây bạch đằng á, nếu mà mình leo thoát á nó rất là mệt nha các bạn. Không mà nó hao lực nha. Còn nếu mà mình đi bằng móng gì nó rất là khỏe các bạn. Leo lên chảnh còn cắt được những nhánh và đợt ngọn lại nha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em hãy cho em một like và một lượt đăng ký ha, để em có cái động lực làm những video tiếp theo anh chị. Bởi vì cái cây này mà nó cặp bên với cây dầu nó khá là bịch các bạn. Rồi mình qua mé bên này các bạn ơi, không có dám đứng ở bên bển nữa. Bị gì mé bên này nó an toàn hơn. Bên kia đứng nhìn thấy ghê quá. Cây nó ba cái nhánh nó nhóc rồi nó lọt xuống đó. À, anh đang tính toán thử coi coi nè, cho cái ngọn nó ngã gì đâu nha. Hai là chồng một bên bển cắt luôn cây dầu luôn rồi. Rồi có thể giờ anh đang di chuyển xích lên luôn các bạn. Mấy cây bạch đằng ở trong vườn tầm vông á, chứ theo mấy trên núi đâu này kia là mấy cây này khá là cao nha các bạn, bị gì nó theo vượt theo tầm vông thôi. Rồi là ngọn tầm vông nó lên tới ngọn bạch đằng luôn. Anh nói cái cây này là hai thước lên là bằng với cái cây tổng đài luôn các bạn. Ê rồi có thể là anh di chuyển xích lên trên luôn nha. Rồi anh leo lên tới tuốt ở trên cao tới ngọn luôn các bạn.
Đây các bạn thấy nhìn cái cây nó cao nè. Đó. Rồi rồi anh cắt ngang cái ngọn, mấy ngọn nhỏ nhỏ. Ý. Ghê chưa? Nó đi ngay 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 xuống các bạn. Rồi còn cái ngọn ngang có thể là anh cắt ngang đó luôn hay gì đây. Đây các bạn, có thể lắm. Rồi rồi. Đúng như bài luôn. Mỗi một cây gì tầm dông vậy là tầm dông nhất là từ giá 40 đến 45 ngàn một cây nha. Có cây bự hơn là cả khoảng 60 ngàn một cây nữa đó các bạn. Nếu mà gãy một cây thì hơi nặng. Nhưng mà anh đốn anh cố gắng làm sao mà để đừng cho nó gãy tầm dông nhiều nha các bạn. Bắt buộc phải leo lên trên cao vậy chứ đáng lý ra ở đứng bình đằng thì không có chướng ngại vật gì, không có nhà cửa thì đứng góc hạ. Nhưng mà ở trong vườn tầm dông của người ta là bắt buộc phải leo lên trên hạ ngọn nha. Trời ơi coi anh leo lên tuốt trên luôn cái gì đây nè. Nè. Dám có thể lên luôn nữa. Rồi 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 rồi. Kinh khủng kinh khủng. Rồi đứng ở chỗ đó để cắt ngang cái ngọn đó các bạn. Lên đây nó ngọn nó rất là nhiều nhánh nè. Đây cái chân anh đứng ở trên đây luôn nha. Đứng đây luôn nha. À cắt lên cái ngọn ngọn cây dầu. Ghê chưa ghê chưa. Ê rồi đứng khít dưới rồi các bạn ơi. Cho nó qua bên ngọn cây dầu luôn hết gì đây. Cho nó gãy từ từ rồi. Lắc. Trời ơi nhúng nữa kìa. Cái ngọn tầm dông gió thổi nó bật qua nó hết thấy ảnh luôn rồi. Xuống coi. Đây coi anh làm sao đây các bạn. Bẻ bẻ. Bẻ cây à. Nó vướng qua bên ngọn cây dầu các bạn. Đây vướng vướng ra ngọn cây dầu đây nè. Rồi lấy cưa cưa tiếp. Không có phải là nói cho nó xuống mà ấy luôn nha. Xuống nếu mà xuống mạnh quá thì có thể nó đè mấy cái ngọn tầm dông nha. Đó. Đó trở đi xuống. Nó đút đầu xuống gì đó các bạn. Đút đầu xuống nó không có đè tầm dông nha. Rồi xong. Cái ngọn chắc có thể là anh xuống anh bắn quánh một lóng nữa. Hay là xuống góc luôn đây. Rồi anh đứng ngay dân chỗ đó để anh cắt ngang một đoạn ở trên đó các bạn. Từ cái ngọn xuống có khoảng chừng 1 mét mấy nha. Rồi xong phim với cái ngọn. Rồi bây giờ là có thể anh tuột xuống anh quất thêm một lóng ở dưới nữa các bạn. Cây này nó còn hơi dài ha.
Anh bỏ nhánh nó xuống đó nha. Ra 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 ra. Ừ ừ. Anh dướng theo trong cái bụi tầm vong luôn mà cái nhánh cái đọt tầm vong luôn các bạn. Có thể là anh đứng ở chỗ đó anh hạ chỗ đó hay gì hạ xuống một chút nữa đây rồi quất cây chân chỗ đó cho các bạn xây xây người kìa. Rồi bây giờ là có thể là anh cưa đứng chỗ đó anh cưa ngang một lóng chỗ đó các bạn. Cưa một lóng ngang cái đó rồi mới xuống hạ gốc nha. Thôi rồi. Rồi bây giờ anh tuột xuống các bạn. Dướng vô trong cái ngọn bạch đằng luôn kìa. Rồi bắt đầu để hồi anh hạ gốc mình quay cho các bạn xem tiếp ha. Rồi bắt đầu là anh thợ hạ gốc cho các bạn. Cái cây hồi nãy cái cây trước á là anh hạ bên đây là nó sẽ ngã nha các bạn. Mình thấy nó rung rinh rồi đó. Ê. Trời ơi, nó còn dướng lại. À, anh chặn sợi dây các bạn ơi. Chặn sợi dây đừng cho nó ngã qua bụi tầm vong bên đó kìa. Rồi bắt đầu anh thả xuống. Trời ơi ngay ngay cái bụi tầm vong, cái đọt ngay cái bụi tầm vong luôn các bạn. Phan phan phan. Rồi qua rồi, qua chú ơi, qua thả xuống đi. Qua rồi, qua rồi. Rồi an toàn. Rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi. Hẹn các bạn qua video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em hãy cho em một like và một lượt đăng ký anh chị ơi, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.